bạn thân mến, phần lớn người dùng ít khi sử dụng công cụ sửa lỗi hệ thống trên Windows Vista. Nếu các bạn sử dụng máy tính ở nhà, không có ai hỗ trợ phần kỹ thuật, thì các bạn nên biết một số công cụ sau đây. Để sử dụng các công cụ này, đầu tiên các bạn vào menu Start. Sau đó lựa chọn Control Panel. Trong cửa sổ Control Panel, bạn hãy click vào phần System and Maintenance. Tiếp theo, bạn kéo xuống phía bên dưới và chọn vào mục là Performance, Information and Tools. Ở đây, các bạn sẽ thấy một bảng thông báo về hệ thống máy tính của mình. Và để tiếp tục thì bạn xem phía bên trái và nhấn vào liên kết. Nó tên là Advanced Tools. Cửa sổ mở ra cho bạn thấy những thông tin về hệ thống của bạn đang mắc phải những lỗi, thể hiện bằng dấu chấm than ở trong tam giác vàng. Ví dụ ở đây có một lỗi về khi khởi động. Tôi sẽ click chọn vào đây để xem chi tiết. Cửa sổ mở ra cho tôi biết thông tin là bởi vì tôi đã sử dụng một chương trình web virus cho nên nó làm chậm trong việc khởi động Windows. Và nếu mà tôi muốn khắc phục tình trạng này, tôi có thể nhấn là Remove from list để nó bỏ chương trình này, không cho chạy lúc khởi động. Tương tự những cái lỗi khác, các bạn có thể click chọn ở đây xem chi tiết về lỗi và cách khắc phục. Nếu các bạn muốn xem chi tiết về những sự cố trên hệ thống của mình thì các bạn hãy click vào ở mục cuối cùng, đó là Generate a System Health Report. Công cụ này sẽ kiểm tra máy tính của bạn và sau đó nó sẽ cho ra kết quả về những thông tin hoặc lỗi hệ thống nếu có của máy tính. Sau khi kiểm tra xong thì bạn thấy nó đã mở ra một bảng kết quả. Và trong bảng kết quả này, gần như toàn bộ những lỗi hệ thống và những sự cố trên máy tính của bạn được liệt kê ra đây. Bạn có thể xem chi tiết nguyên nhân của các lỗi này và cách khắc phục đề nghị của chương trình.